Minh Dũng xin chia sẻ với cô chú, anh chị em. Đây là ngã tư Hồ Tràm, Hồ Tràm Golden Hotel, A Club Hồ Tràm. Lối đi bộ ra bãi tắm công cộng biển Hồ Tràm. Hướng này về Casino Hương Phong, Hồ Cốc ra Bình Châu về Bình Thuận. Và hướng này quán Mafi trở về Lộc An, Phước Hải, Long Hải và Địa Vũng Tàu, đường ven biển. Huyện Xuyên Mộc có đường ven biển dài 32 km. Bây giờ cùng với Minh Dũng ra bãi tắm công cộng Hồ Tràm ngày thứ 6, ngày cuối của tháng 3, 31 tháng 3. Và đây là nhà nghỉ Phương Tú. Bảy tầng màu xanh trắng đó là Restaurant Lucky Hồ Tràm. Trên đồi cát đang xây dựng tiếp. Cùng với Minh Dũng ra bãi tắm công cộng Hồ Tràm nha cô chú anh chị ơi. Anh lớp Hồ Tràm, một trái tim màu hồng rất dễ thương. Hải sản Ba Phi, quán ăn hải sản nổi tiếng tại ngã tư Hồ Tràm. Hồ Tràm Golden Hotel mới xây dựng xong, rất đẹp. Lối đi bộ buổi sáng, trời trong xanh gió mát. Quán nhà gỗ, nhà hàng hải sản Seafood Restaurant. Nhà gỗ rất đẹp, vừa ăn sáng, cà phê giải khát và restaurant. Cùng Minh Dũng ra tới bãi tắm Hồ Tràm nha. Quán hải sản Kỳ Quán 2, buổi tối rất là đông khách. Lối đi bộ mát mẻ. Ngọc Nữ, hải sản tươi sống. Hoa Biển nhà nghỉ, Hoa Biển 2, Phú Quý nhà nghỉ, Lucky Hồ Tràm 7 tầng. Hoa Biển 1 nhà nghỉ hotel, Mỹ Lệ 2 hải sản. Rất đẹp. Ban quản lý các khu du lịch của huyện Xuyên Mộc, ngay bãi tắm công cộng Hồ Tràm. Thấy biển rồi, Hồ Tràm biển gọi. Hồ Tràm biển bãi tắm công cộng 31 tháng 3 2023. Ghe đánh bắt hải sản từ đêm khuya đã vô tới bờ, và nhờ sự hỗ trợ của chiếc máy cày này đây. Có 4 cái chia cuối chiếc máy cày, một cú sút nhẹ nhàng lên, một cú nhẹ nhàng, và máy cày đã đưa chiếc ghe đánh bắt hải sản lên bờ với chỉ 30.000 thôi. Tuyệt vời, Hồ Tràm biển quê em. Anh Dũng đã có mặt tại bãi tắm công cộng Hồ Tràm lúc 6 giờ sáng. Hôm nay trời trong xanh gió mát,
gió nhẹ, biển êm. Ghe đánh bắt hải sản từ trong đêm đã vô tới bờ. Sự hỗ trợ của một chiếc máy cày rất dễ thương. Từ 1 giờ sáng, ngư dân đã đưa ghe ra biển để đánh bắt hải sản. Hừng sáng, ghe vào bờ, chiếc máy cày hỗ trợ đưa ghe lên sát bờ chỉ với 30.000 thôi, tại bãi tắm công cộng Hồ Tràm, 31 tháng 3 2023. Nhịp nhàng, chúc mừng ngư dân thông thả đi lên bờ theo chiếc ghe của mình để chia sẻ hải sản cho khách du lịch khắp nơi cũng như là người dân địa phương tại Hồ Tràm bãi tắm công cộng. Nơi đây cũng là bãi đậu ghe thuyền thúng của ngư dân Hồ Tràm đi đánh bắt hải sản. Theo ống kính quay, chúng ta thấy xe chạy trên đường ven biển ngay cái đồi cát cao. Và đống cát cao này, phía sau đó đang xây một cái chợ đêm cho Hồ Tràm bãi tắm công cộng. Có chợ đêm đã đổ bê tông rồi, rất rộng, khoảng 1 hecta. Sáng nay trời đẹp lắm, nước trong xanh gió mát. Chúng ta thấy 7 tầng đó là restaurant Lucky Hồ Tràm, khách sạn 7 tầng. Ghe thuyền thúng cũng đang vào bờ tiếp diễn. Gió nhẹ, biển êm, ngư dân đánh bắt hải sản rất trúng mùa. Ghe đang vào bờ nữa. Sáng biển đẹp trời trong, trong lòng anh muốn tắm, sao chẳng thấy em ra. Em lâu ra quá thì anh quay phim thôi. Bãi cát vàng mịn, sóng biển nhẹ, lăn tăn bọt trắng, tuyết trắng. Chúc mừng ghe, ghe đã vào đến sát bờ biển. Một sự phối hợp nhịp nhàng, vô cùng nhịp nhàng tại biển Hồ Tràm. Đây, chiếc máy cày có 4 cái chi to. Ngư dân đưa ghe sát bờ biển là có chiếc cày hỗ trợ ngay. Mỗi lần đưa chiếc máy cày từ bờ xuống sát biển để ngư dân đi đánh bắt cũng 30k thôi. Và đánh bắt hải sản về, đưa chiếc ghe lên bờ cũng chỉ 30.000 thôi. Hình ảnh rất đẹp. Tại bãi biển Hồ Tràm, Sương Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhìn những hình ảnh này, Minh Dũng chợt nhớ một sáng tác của nhạc sĩ Thông Vi Vu với tựa đề Dấu Chân. Ca khúc viết về một buổi sáng đẹp trời, biển đẹp, trong xanh, gió nhẹ. Một người đi trên biển, in dấu chân trên cát và chiều quay về lại thấy dấu chân đôi. Một bên là dấu chân to, một bên là dấu chân nhỏ, như là cùng chiều đi tới, giống như hình với bóng bước song đôi. Rồi một ngày nào đó, cũng trên biển ấy chỉ còn một dấu chân thôi. Bởi vì sao?
dấu chân to đã ẩm dấu chân nhỏ lên rồi. Ấy chính là Chúa không còn đi bên tôi nữa, mà Chúa đã ẩm tôi lên rồi. Hôm nào dưới nắng reo vui, mình tôi rong chơi trên bãi biển. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Kia là dấu chân to, và này là dấu chân nhỏ. Cả hai cùng chiều đi tới, như hình với bóng bước song đôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những lúc phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ẩm tôi lên rồi. À, là rông rêu lên đến trên biển, thà là rông rêu lên đến trên biển. Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông dương nào. Chỉ có biển mới biết nhất, thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau. Nếu từ xa thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao tô. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông dương nào. Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu về. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao tô. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn
bao tố. Hồ Tràm Biển chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ. Những ngày không gặp nhau, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn